Hello, chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Nghĩa Ô Tô em nha. Hiện tại thì em có mặt cửa hàng xe máy của anh Nam nha anh chị, gần ngã tư Bình Chững, Thuận An, Bình Dương nha. Và số điện thoại thì chi tiết em có để trên màn hình nha anh chị ha. Hôm nay em đến đây cập nhật giá cho anh chị mình những dòng xe tay ga là đi làm nè anh chị, và những dòng xe Sinter 135, 150 cũng còn khá là nhiều nha anh chị. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái lô mấy dòng xe mô tô cổ điển luôn anh chị ơi, rất là nhiều ở trong kia. Ở đây cũng có luôn nè, rất là độc lạ luôn. Đó, và trong đây, ở trong đây anh thấy là chiếc này nè, Honda kiểu nó như CD của anh chị. CD thì em ơi, hôm nay em cập nhật giá cho anh tất cả các dòng xe trong đây ha. Dạ, thì nghe nói hôm nay cũng có hỗ trợ trả góp đúng không em? Dạ, hôm nay thì cửa hàng em là từ đây là bắt đầu là họ có hỗ trợ trả góp cho các anh chị ha. Trả góp luôn ha. Dạ. Okay. Lúc trước là không có trả góp, nhưng mà hôm nay cửa hàng em là bắt đầu làm việc với ngân hàng là có hỗ trợ trả góp cho các anh chị nha. Rồi ok. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình mẫu xe nào dễ rẻ tiền dễ mua nhất á. Để lô bên đây ha, từ từ nha quý anh chị. Dạ. Ở đây em cho anh xem cái chiếc này kêu bằng sao anh? Chiếc này nó là Honda. Biển số là 47 nè, đâu em nổ máy thử em. Đó, con này rất là nhỏ gọn luôn em. Nhỏ gọn và máy nó cái kiểu dáng nó cũng giống như Solo Win vậy đó. Ừ. Đó, những anh chú nào mình có siêu tầm đồ cổ thì mình cứ liên hệ số điện thoại giúp em nha. Hôm nay là có Amazon luôn nha các anh chị. Máy êm lắm. Con này giá nhiêu em? Giá con này thì mới về thì chưa có giá nha anh chị. Chưa giá nữa hả? Dạ. Có gì anh chị liên hệ qua cửa hàng với Phương Nam giùm em ha. Số điện thoại. Rồi ok, quý anh chị mình thông cảm nha. Chiếc này mới vừa về cửa hàng chưa có bấm giá được. Quý anh chị nào có nhu cầu thì mình cứ liên hệ giúp em nha. Rồi cho anh xem kế tiếp em. Chiếc tay ga này đi. Tay ga đi. Con này là chiếc Sáp. Đó, biển số con Sáp này là 59NG1-64538. Này đăng ký 209 nha các anh chị. Đó, con này là 10 triệu mà giảm cho anh chị 500 là còn 9 triệu rưỡi ha. 9 triệu rưỡi hả? Dạ. Rồi. Xe cũng máy móc thì vẫn êm lắm, em ru luôn. Rồi tiếp theo nó là con Đi Lăng. Biển 66 ha, B1 81823. Đăng ký 205 nha các anh chị. Rồi con này là giá nhiêu em? Giá con này nó là 15 triệu mà giảm cho anh chị 2 triệu là còn 13 ha. 15 triệu giảm 2 triệu luôn. Dạ. Ok quá. Hôm nay thì cửa hàng em là giảm giá mạnh cho các anh chị luôn ha. Ok, tiếp theo đi em. Rồi tiếp theo nó là con Attila. Đời 2011. Biển số nó là 61C1-46041. Đó, con này thì có FP nha các anh chị. Để cho anh chị con này là 10 triệu. 10 triệu à? Dạ. Ok, luôn FP tiết kiệm xăng nha. Rồi con ở trong đó là sao em? Rồi tiếp theo là con Attila đời 2007. Con này có cái viền cam khá là nổi nè. Đó, con này thì nó là bình xăng cơ nha các anh chị. Đó, để anh chị là 6 triệu rưỡi ha. 6 triệu 500 à? Dạ. Ok quý chị ơi, con đó biển số đâu em? Con đó là biển số thành phố luôn. 51N4-6173. Rồi ở trong đây thì mà anh thấy là chiếc Sinter 150 nè. Sinter 150 Smart King, xe nhập nha các anh chị. Xe này còn gấp bị nóc mới quá. Đó, xe đây. Còn rất mới. Xe nhập là có cái bàn đạp nha quý anh chị nha. Đó, có cái giò đạp. Xe này thì mới đi có 13.767 cây số rồi các anh chị. Đó. Biển số nó là 61K1-23024. Cứ lên giờ mâm quá đã luôn. Mâm zin nó luôn đó nha. Mâm zin luôn nha. Mâm zin luôn. Ok. Này nó là mâm zin chứ không phải là mâm lên nha các anh chị. Đó, giá là con... nhiêu em?
giá con này là 38 triệu mà giảm cho anh chị 2 triệu ha, là còn là 36. 36 triệu à. Mít kinh nghe cái gì? Ta nhập nha. Awesome. Rồi ok em, tiếp theo là dòng tiếp theo đây là con CD90. Con này em bật chìa khóa quên tắt luôn kìa. Đó, con này là CD90 nha các anh chị. Xe còn đó, đồ zin đó thì cũng còn khá là nhiều. Con khói là 90 đó em. Dạ. Không, đèn đốt siêu nhanh nó là đầy đủ nha các anh chị. Giá nó là sao em? Giá con này là 20 triệu. Giảm cho các anh chị 1 triệu ha. Còn 19. 19 triệu à. À, cái dòng mấy cái dòng xe này thì rất là hiếm nha quý anh chị nha. Nếu anh chị nào có đam mê siêu tầm đồ cổ thì mình cứ liên hệ giúp em nha. Ok, tiếp theo thì cho quý anh chị mình mẫu tay ga nữa nè. Đây Vespa là con Vespa đời 2010. Con này là chưa có FI nha anh chị. Đó, giá con này nó là 13 triệu. Giảm cho anh chị 1 triệu là còn 12 ha. Con này số nó là 61U3-0905. Đó. Rồi okay, tiếp theo nó là con Yamaha. Ủa, con này độc lạ luôn. Con này thì nó là xe nhập nha. Build up gì đây? 125 phân khối, biển số của nó là 61C1-36180 nha các anh chị. Giá con này nó là 16 triệu ha. 16 triệu. Rồi ok quý chị nha. Cũng còn từ từ và xem về ở trong nha quý chị. Rồi, rồi tiếp theo là con Hyundai đăng ký 2016. 125 phân khối nha anh chị. Con này có chứng minh của chủ xe ha. Giá bán con này là 25 triệu, nay giảm mạnh cho các anh chị là 3 triệu là còn 22 ha. Giảm 3 triệu luôn. Dạ. Ok, 22 triệu nha anh chị. Đó, xe còn rất đẹp nha. Cửa hàng em vẫn còn là tặng nón nhớt bảo hiểm xe máy cho các anh chị nha. Rồi, tiếp theo là con Clip trong em. Clip. Clip này là đời 2011. Biển số nó là 78G1-02529. Màu hồng, hợp cho các chị và các bạn nữ học sinh ha. Giá con này nó là 13 triệu, giảm 1 triệu cho các anh chị là còn 12 ha. 12 triệu. Rồi tiếp theo luôn em ơi. Tiếp theo nó là con F-Play của Viago. Xe trắng tinh, máy êm nha các anh chị, FI luôn. Đó, cái dòng này thì mới đầu đè lên thì nó hơi rồ, nó kêu vậy đó, nhưng mà nổ lên thì máy lại êm nha các anh chị. Biển số con FI này là 95B1-41796. Con này là giá nha em. Giá con này nó là 10 triệu, giảm cho anh chị 1 triệu là còn 9 ha. Giảm luôn 1 triệu luôn. Dạ. 9 triệu, đợt này thì dòng xe nào cũng giảm cho hả em? Dạ đúng rồi. Xả kho luôn anh chị ơi, giảm mạnh nha. Có chị nào nhu cầu thì mình cứ nhanh tay nha anh chị. Rồi tiếp theo là con Ly đời 2010. Màu bạc. Con này là cũng FI luôn luôn nha các anh chị. Biển số con này nó là 70L1-49761. F-Play này nó là trong phân khối nó 110 nha. Giá con này nó là 13 triệu mà giảm cho các anh chị 1 triệu ha, là còn 12. 12 triệu. Dạ. Rồi anh thấy ở trong đây là chiếc này AB Thái ha em. AB lên vàng áo Thái. À lên áo Thái nha. Dạ. Đó, đăng ký nó là 207 nha các anh chị. Biển số nó là thành phố 59K1-66495. Giá con này là để cho các anh chị là 11 triệu ha. 11 triệu. Ok nha.
Rồi trong đây thì anh thấy là những cái dòng SH này kìa, NFS, PCBX gì nữa kìa anh chị. Những cái dòng tay ga rất là to nha. Rồi cho anh xem chiếc SH này là sao. Con này là con SHY, giá nó là 45 triệu, nay giảm mạnh cho các anh chị 4 triệu luôn ha. 4 triệu là còn 41 em. Dạ còn 41, biển số nó là 37B1-02929, hai thằng tài luôn. Màu đen luôn chứ, đèn nhám nguyên chiếc luôn nè. Nó đèn nhám nhưng mà nó vẫn có lớp keo nha các anh chị. Rồi tiếp theo đi em, con này đi em. Rồi tiếp theo là con BCS này người ta cọc rồi anh ơi. Cọc rồi hả? Dạ. Ở đây cũng còn con ở trong này nữa. Dạ vẫn đây là còn con BCS màu đen luôn, đời 2012. Xe này thì người ta chạy cũng khá là nhiều cây số rồi, 57.000 rồi. À. Đó nhưng mà là toàn bộ là zin hết luôn nha các anh chị. Đó, nước sơn zin của nó luôn. Con này là giá sao em? Giá con này nó là 6 triệu, giảm cho các anh chị 1 triệu ha. Là còn 25. Con này là phân khối mà nó bao nhiêu em? Phân khối con này nó 125. 125 BCS. Ừ. Rồi trong đây NVS này nè. NVS là phân khối nó 155. 155. Biển số của nó là 93B1-27306. Con này có ABS nha quý anh chị nha. Rồi ok. Giá con này nó là 30 triệu nha các bạn. 30 triệu. Xe đời 2018 nha. Rồi trong đây AB nữa nè, AB này AB, đời đăng ký 2020 luôn. Phiên bản đặc biệt có ABS. Đó, ABS luôn. Xe này mới chạy có 8.000 cây nha các anh chị. Có dán lớp keo phủ ở ngoài luôn, nguyên con. Đó, giá con này nó là 49 mà giảm 2 là còn 47 nha các anh chị. 47 triệu. Xe còn đẹp nha. Xe này đi khoảng nhiêu ngàn em? Này là đi được 8.000 cây rồi anh. 8.000 cây à? Dạ. Đó. Đó. Nó đi được 8.000. Đây rồi. 8.253 cây nha các anh chị. Rồi ok em. Xe như mới. Rồi chiếc trong luôn em ơi. Chiếc trong nó là Livetti đời 2016. Biển của nó là 61D1-69547. Giá là nhiêu em? Giá con này là 26 triệu giảm các anh chị là 1 triệu ha. Và còn 25 triệu. Xe Liberty này là có ABS nha các anh chị. ABS luôn. Rồi. Vô trong cũng còn mẫu tay ga nha. Đó, rất là gọn nè, có Vespa nữa nè. Rồi, con này là con 50. Tay ga 50. Này là của FYM nha các anh chị. Con này giá sao em? Giá con này nó là 15 triệu. Dành cho các bạn nữ học sinh rồi đi học thì rất đẹp ha. Có 50cc à. Rồi ok. Tiếp theo là mẫu tiếp theo là con mẫu Vespa. Con này đời 2013 luôn. Biển số của nó là 60B8-32606 nha các anh chị. Đó, con này là FI. Giá con này nó là 18 năm, giảm cho các anh chị 500 ha. Là còn 18. 8 triệu. Ok. Rồi con đây luôn, Liberty nè. Liberty sa màu xám đen. Có ABS đời 2015 nha các anh chị. Biển con này nó là 61B1-63320. Xe toàn bộ là zin nguyên con nha. Rồi giá nó là bao nhiêu em? Giá con này nó là 28 triệu, giảm 2 là còn 26 ha. Ừ. Rồi cũng còn Vespa luôn, 3 chiếc luôn nè. Vespa đèn tròn đời 2017 nha các anh chị. Ừ. Con này nó là 15 triệu mà giảm các anh chị 15 triệu. 17 giảm 2 còn 15.
Biển số nó là 60B2-49969 nha các anh chị. Ok luôn, quá đẹp luôn. Rồi, cái mẫu đèn vuông em. Tiếp theo là mẫu đèn vuông, con này đăng ký 2014. Con này giá nó 23 triệu mà giảm các anh chị 3 triệu ha, là còn 20. 20 triệu, con này FI không em? Có FI luôn anh. Mẫu đèn vuông thì nó hơi cao hơn nha các anh chị nha. FI. Biển số con này là 62B1-32129. Rồi con đỏ luôn em ơi. Con đỏ này là đăng ký 2011. Biển số của nó là 93E101212. Biển số đẹp luôn nha các anh chị. Đó, lúc trước thì cửa hàng em giảm con này là 2 triệu là còn 23. Bữa nay là em giảm thêm 2 triệu cho các anh chị nữa là còn 21 triệu ha. 21 triệu luôn. Dạ, còn bên đây lúc trước thì cửa hàng em giảm 1 triệu, bây giờ giảm thêm 2 triệu cho các anh chị nữa ha. Nên em xả mạnh cho các anh chị luôn. Ok em luôn. Rồi trong đây em thấy là có mấy mẫu mô tô nè em. Con này nó là Magma Dalim. Magma Dalim này thì biển số ở thành phố luôn. Giá con này thì nó 20 triệu nha các anh chị. 20 triệu. Dạ. Rồi con ở trong đây luôn em. Tiếp theo nó là con Dalim màu bạc. Con này 15 triệu giảm cho các anh chị 2 triệu ha. Rồi ok, trong đó là rồi còn vẫn là con Dalim luôn, nguyên bản của nó. Con này là xe của ông Manh thì gửi cửa hàng em bán giùm ha. Biển số 79F5-77776. Đó, giá con này ông Anh gửi cửa hàng em bán giùm là 20 triệu nha các anh chị. Xe okay, còn nguyên bản. Rồi qua đây thì cũng còn nha các anh chị, cũng còn những dòng mô tô cổ điển nè. Và dài qua kia là mẫu xe số đó, quay và Sigurd nè. Và ra ngoài nữa là Exciter. Ok, thì xem từ đây dài ra ngoài luôn nha. Dạ. Con này là con Bus City. Con này thì em đang bọc tháo để bọc lại mấy cái yên ha, cái yên bị gách đó. Con này đời mấy em? Con này đời 2015 nha các anh chị. Rồi giá là sao em? Giá 28 triệu giảm 2 là còn 26 triệu. Tiếp theo là con Magma màu đen luôn, biển 59 nha. Magma này cửa hàng em mới về nha các anh chị, có gì các anh chị liên hệ qua cửa hàng giùm em ha. Ok. Rồi, ra đây em ơi, ra đây thì đây quay ớt nè. Quay ớt và đây em thấy có ghim lùng nữa nè. Đó, quay ớt, ghim lùng. Bonus. Con quay ớt này nó là biển số là 61F1-14509. Đăng ký 2013 nha các anh chị. Rồi, ok. Xe Vinh nguyên con nhưng mà nó có đô điểm, nó chạy theo 5 tháng thôi. Ừ. Giá con này nó là 10 triệu rưỡi, giảm các anh chị là 500 ha, còn 10 triệu đúng ha. 10 triệu à. Dạ. Tiếp theo là con ghim lùng. Biển thành phố luôn, 53NR4-6712. Đăng ký 2000 nha các anh chị. Ghim lùng nha, xe chạy rất là bền nè. À. Giá con này là 10 triệu giảm 1 cho các anh chị là còn 9 triệu ha. 9 triệu à. Mấy dòng xe này của anh chị mình mua về chạy đi làm đều rất là ok nha quý anh chị, rất là bền nha. Đó ok cho rồi. Tiếp theo em ơi. Tiếp theo đây là con bonus dạng như kiểu của công an nè. Ừ. Đó. Con này biển số là 47B1-06562 nha các anh chị. Giá con này nó là 17 triệu giảm cách anh chị là 2 triệu ha. Là còn 15. 15 triệu à. Dạ. Gắn thêm mấy cái thùng hay sao đó là chạy như là bồ câu giao thông không quý chị. Rồi ok ha. Rồi qua đây thì dòng SQM anh chị. Hãng SQM. Đây là hai con Galaxy S của SQM. Ừ. Có con tay hết nha các anh chị. Hai con đồng giá đều 8 triệu hết. 8 triệu hết ha. Dạ, một con là biển số 61B1
75398, còn một con nữa là 68B1 21815. Hai con đồng giá nha các anh chị, 8 triệu. Ok, con bên đây có đèn trà sáng nữa nè. Rồi con này em, tiếp theo nó là con Star. Con này thì có đĩa trước, đĩa sau, con tay, phun xăng điện tử. Và nó gắn thêm cho mình cái là chống trộm nữa nha các anh chị. Biển số con này nó là 93F1 37761. Giá con này nó là 16 triệu giảm cho các anh chị 2 triệu luôn ha. Và còn 14. Con này nó đi tới mấy số em? Dạ con này nó 4 số. 4 số ha. Dạ. Rồi ok. Con này là Hunso Hàn Quốc. Năm biển số của nó là 52M1 2655. Đó. Con này thì để cho các bạn là 13 triệu ha. Các bạn nào thiện chí nhanh tay nữa thì em để cho giá tốt nữa ha. Về có mình chỉnh sửa dọn sơ lại nó. Ok. Rồi trong đây nè. Rồi, Win tiếp hả? Theo là con Win Liên Danh. Con này để cho các anh chị là 8 triệu ha. Biển số của nó là 70B1 33655. Rồi ok quý anh chị nha. Rồi ở đây mình xem những cái dòng xe số nè. Có Sigurd nè. Và ở đây thì anh thấy là chiếc FX nè. FX. Chiếc này thì khá là lâu rồi nè quý anh chị nha. Cùng đó, con này FX thì máy móc em luôn nha các anh chị. Thì thầm luôn nha quý anh chị ơi. Đăng ký của nó là 201. Biển số của nó là 61. Biển số là 61H3 5605. Nói chung là dàn áo nó vẫn còn đẹp nha các anh chị. Rồi con này giá sao em? Giá con này là 11 triệu giảm cho các anh chị 1 triệu là còn 10 ha. Giảm triệu còn 10 à. Dạ. Ok. 10 triệu nha. Anh chị mua xe này về đi làm cũng được nè. Khá đẹp nè. Có công tay luôn. Anh chú mình ha. Rồi tiếp theo thì anh thấy là con chiếc... Jupiter. Jupiter ha. Biển số nó là 63L1 0461. Giá con này là 10 triệu giảm các ba anh chị là 1 triệu rưỡi luôn ha. Rồi còn 8 triệu rưỡi. Ồ Jupiter có 8 triệu rưỡi hả em? Ừ. Đúng rồi, 10 triệu giảm có anh chị 500 ha. Lộn lộn. Nhầm hả em? Nhầm. Còn nhầm, bao nhiêu em? Là còn 9 triệu rưỡi. 9 triệu 500 nha quý anh chị. Jupiter đó, màu đỏ. Rồi ở đây thì có Sigurd FI nè. Sigurd FI. Biển số là 70H1 25729. Xe thì máy móc còn zin hết lên luôn nha các anh chị. Tay dàn áo thì nó hơi bạc màu, hơi cũ chút xíu thôi. Đó, giá con này 14 triệu mà giảm cho anh chị 2 triệu là còn 12 ha. 12 triệu. Dạ. Copy nóc rồi là hết nha anh chị nha. Rất là mới luôn nha. Đây. Rồi. Tiếp theo là con Sirius. Biển số nó là 71B1 79988. Giá con này nó là 10 triệu rưỡi nha các anh chị. Máy móc zin. Rồi, quay. Tiếp theo nó là con quay RS110. Biển số con này là 55B4 7287. Hồi nãy giảm 1 triệu rưỡi là em lộn cái con Jupiter nha các anh chị. Ừ. Con này là 10 triệu giảm 1 triệu rưỡi là con 8 triệu rưỡi nè. Con này là 8 triệu rưỡi nè. Dạ. Ok, quay RS nha. Rồi, tiếp rồi, theo tiếp theo là con quay A. Đăng ký 205. Giá con này để có anh chị là 10 triệu rưỡi ha. Biển số thành phố luôn. 51H2 9750. 10 triệu 500. Xe quá bóng luôn. Rồi tiếp theo cũng là con quay A luôn nha các anh chị. Đăng ký 2011 ha. Biển số của nó là 61B1 06943. Xe còn rất đẹp và áo zin đồ hết luôn nha các anh chị.
Giá con này để có anh chị là 13 triệu, giảm 1 rồi còn 12 ha. Ồ, bữa nay giảm nữa rồi. Giảm nữa giảm em. Thêm cho các anh chị thêm 500 nữa. Ờ, ok quá. Là giảm 1,5 triệu là còn 11 triệu nha các anh chị. 11 triệu à? Dạ. Rồi, đây anh thấy là Future nữa nè. Future. Con này đăng ký 2017, 125 phân khối nha các anh chị. À, biển số nó là 72K1 47906. Con này giá là 21 triệu. Đợt trước là em giảm 1 triệu là còn 20 ha. Bữa nay em giảm thêm 1 triệu nữa là còn 19 triệu nha các anh chị. Đấy, 19 triệu à. Dòng xe đi rất là bền nha các anh chị ha. Những cái dòng xe đây của hãng Honda nha. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo là con Winner X đăng ký 2020. Biển số con này là 61F1 48071. Xe này thì mới đi có 3.000 mấy cây thôi nha các anh chị. Còn mới nguyên một con luôn. Nhưng mà cái đèn xi nhan này em dắt ra dắt vô nó bị gãy á. Bị cọ gãy á. Đó, các anh chị ơn thì em bớt cho chút đỉnh nữa về mình thay ha. Rồi, thay okay. Cái gọn gọn cho nó khỏi gãy nữa. Con này là 35 triệu giảm 2 triệu ha. Còn 33. 33 triệu anh chị ơi. Winner X. Con này thì chưa có ABS nha các anh chị. Rồi ok ha. Rồi ra đây thì cho quý anh chị mình tham khảo cái lô ạt 150 nè. Và ở đây cũng có Winner nè quý anh chị ha. Đó, Winner nè. 135 nè. Rồi đầu tiên cho anh xem chiếc 135 này đi. Rồi, con này là con ạt 50. Nhái kiểu của 135. Ok. Biển số con này là 84AA037 64. Con này là giá nhiêu em? Giá con này nó là 10 triệu. Giảm cho các anh chị thêm 500 nữa ha. Là còn 9 triệu rưỡi. 9 triệu 500. Dòng xe 50 nha các anh chị nha. Hôm nay là cửa hàng em giảm mạnh hết các dòng xe cho các anh chị luôn nè. Rồi tiếp theo luôn em ơi. Tiếp theo nó là con ẹt 135 đăng ký 2012. Đó, biển số là 69L100967. Ok. Đợt trước là cửa hàng em là 18 triệu, nay giảm cho các anh chị 1 triệu nữa còn 17 ha. 17 triệu. Rồi. Rồi tiếp theo nó cũng là 135 luôn, dán bộ tem chùm. Đi mâm đỏ, mâm cam luôn, mâm cam, dán bộ tem chùm, đi đồng hồ Casio. Rồi, con này là giá nhiêu em? Giá con này là 16 triệu, bữa nay giảm cho các anh chị thêm 500 nữa còn 15 năm ha. Rồi, Winner X. Theo nó là một con Winner X. Winner chứ nhầm, quý chị. Winner. Winner thường. À. Màu đỏ nha các anh chị, Vin Win con. Gắn thêm cho mình cái chống đỏ luôn. Biển số là 83B3 12599. Đó, giá con này nó là 27 triệu nay giảm cho anh chị 2 triệu là còn 25 ha. Rồi con màu xanh này, con màu xanh này đăng ký 2017 luôn. 29 triệu 500. Mà bữa nay giảm cho các anh chị là 1 triệu rưỡi ha. Là còn lại là 28 triệu. Ok luôn. Đó, xe này thì chạy mới có 10.000 cây thôi. Tiếp theo là con ẹt 150 trắng đỏ. Con này thì nó cũng có độ dàn ngoài nha các anh chị nha. Có gắn trợ lực nữa kìa anh chị. Dạ, gắn trợ lực. Rồi đi gấp nhôm. Xả bánh luôn nha anh chị, đi xuống bánh nhỏ luôn nha. Đó, nhưng mà còn về phần máy móc là máy zin nha các anh chị. Giá nó sao em? Giá con này là 24 triệu giảm các anh chị 2 triệu là còn 22 ha. Biển số con này là 60B8 80830. Rồi tiếp theo luôn em ơi. Rồi tiếp theo là con ẹt 150 đăng ký 2017. Biển số là 93F1 34135. Con này là 2017 nhưng mà cặp vỏ nó vẫn còn nha các anh chị. Vỏ ghim theo xe luôn nè. Xe mới đi có mười mấy ngàn cây thôi. Giá con này là 28 triệu nha các anh chị. Rồi. Rồi tiếp theo đó là con ẹt 150 đăng ký 2015.
đăng ký 2016 chứ. Đó, 59 S2 54441. Rồi giá nó bao nhiêu em? Giá con này lúc trước nó là 25.500, giảm cho các anh chị này 1.500.000 ha. Là còn 24.000.000. Rồi ok. Và tiếp theo là con này 69D1 32883. Màu trắng đỏ đen nha các anh chị. Giá con này nó là 26.000.000. Rồi tiếp theo đây là con ẹt đăng ký 2020. 66NG1 59417. Xe này thì cũng mới chạy có 3.000 mấy cây thôi nha các anh chị. Cục xe này trông như là xe mới luôn chị ơi. Rất là đẹp nha. Các chị để gần mặt đường đó, xe chạy bụi bặm rồi nó bám vô thôi. Con này là giá nhiêu em? Giá con này nó là 37.000.000, giảm cho các anh chị 2.000.000 là còn 35 ha. Tất cả đều trên xe đều còn nguyên hết nha chị. Lớp xe nè còn nguyên nguyên luôn. Rồi ok nha. Đấy quý anh chị mình thích cái mẫu dòng xe nào thì quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại giúp em ha, hoặc đến cái địa chỉ gần ngã tư Bình Chẩn, hoặc quý anh chị mình đến ngã tư Bình Chẩn và alo số điện thoại trên màn hình để được người cửa hàng ra đón quý anh chị mình vô cửa hàng mình xem xe nha quý anh chị. Đó thì ngoài ra thì hôm nay cũng cửa hàng cũng có hỗ trợ trả góp ha, rất là dễ mua quý anh chị ơi. Rồi ok. Dạ, rồi cảm ơn em nha. Dạ, rồi cũng cảm ơn các anh chị theo dõi và ủng hộ kênh YouTube giùm mình ha. Rồi ok. Dạ, rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn quý anh chị theo dõi video, hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.